Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Bếp Củi TV. Các bạn nhớ nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào cái chuông để xem được nhiều video hấp dẫn hơn của Bếp Củi TV nha. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bếp Củi TV. Và hôm nay hai mẹ con mình vào bếp thực hiện một món ăn vặt rất là quen thuộc đối với chúng ta. Đó là món mận lắc. Sẽ bao gồm những nguyên liệu chính như sau. Ở đây là mình có nửa cái mận. Mận này là mận Hà Nội. Đây là 3 muỗng đường, 3 muỗng nước mắm, muối tôm và ớt xay. Bây giờ mình dùng một cái thớt và mình bọc cái bao ni lông ngoài cho sạch ha. Bây giờ mình cắt nhá, cắt mận ra, canh này làm 3 để mình tránh cái hột. Ở giữa nó có cái hột nha mọi người. Cắt làm 3 để mình tránh có cái hột. Như vậy là mình cắt ra sẵn rồi. Bây giờ mình chuẩn bị làm nước mắm. Bây giờ mình đổ đường vào đây ha. Và mình đổ hết nước mắm luôn. Mình dùng đường này là đường mình nấu cho nước, cho ra nước đường ra ha. Hạ bếp lửa nhỏ lại nha. Để mà đường này mình nấu dễ cháy lắm. Mà cái bếp ga thì nó mạnh. Bếp ga mini này nó mạnh. Nên gì mình hạ lửa bớt xuống. Bây giờ mình đánh làm sao cho nó tan hết đường đi ha. Sôi lên nó tan đường, mình đánh sao cho nó ra hết đường. Tại mình dùng cái đường vàng này cho nó ngọt mà nó ngọt thanh ngon ha. Bây giờ mình tắt bếp nha. Rồi nó tan đường hết rồi, nó kẹo quẹo được rồi. Mình làm mọi thứ xong xuôi hết rồi, bây giờ mình đổ cái mặn này vào đây ha. Bây giờ mình cho một muỗng muối tôm, mình cho một muỗng canh nha. Hồi đợt trước mình lắc xoài thì mình cho ớt Hàn Quốc, bây giờ thì mình lại cho ớt khô của mình nha. Kế tiếp là mình thắng đường hồi nãy, giờ mình đổ vào đây luôn. À, nhìn thử cái gia vị này các bạn. Hỗn hợp này. Bây giờ chuẩn bị lắc thôi đúng không? Giờ mình lắc thôi. Lắc vài cái là mình lắc ngang. Lắc cho nó đều thôi các bạn. Mình chỉ không nên mạnh tay quá. Không nên mạnh tay quá. Cái mạnh này nó mềm hơn xoài nhá. Giờ mình mở ra mình coi coi. Rồi, ngon quá trời rồi. Đều đó. Đều quá rồi. Đẹp quá ha. Wow. Bây giờ mình đổ ra thôi. Giờ mình lấy. Bây giờ mình đổ ra ha. Ồ, ngon quá, nhìn kìa. Dĩa mặn của mình ngon không? Mình lớn tuổi mình còn thấy mình còn muốn thèm không gì mấy đứa tuổi mấy đứa con nhà mình rồi. Cái này nó hơi chua nhưng mà nó chua chua ngọt ngọt. Ok, bây giờ muốn xem nó làm sao mình thưởng thức luôn. Như vậy là cái món mận lắc của chúng ta đã hoàn thành rồi nha các bạn. Bây giờ chúng ta thưởng thức xem như thế nào nha. Hấp dẫn quá các bạn ơi. Thèm chảy nước miếng luôn á. Nó chua chua. Chua. Ngọt cay. Trái mận nó giòn. Mận lắc này nhắc nhẹ, nó không có bị gì hết. Ăn ở cái ở ngoài ngon à, nhưng mà khi các bạn ăn ở mấy cái cạnh ở trong á, nhớ cẩn thận cái hột nhé. Ngon lắm. Nhớ là có cái hột. Chua cay. Nó giòn. Ừ, con ăn thì mẹ ăn đi nội, mẹ ăn nó chua chua ngọt ngọt, mẹ ăn chua là vậy nhớ rồi. Mẹ làm cho tụi con ăn. Cái mùa này là cái mùa mận của Hà Nội đúng không? Mận Hà Nội chắc. Ngon các bạn. Nhìn màu sắc hấp dẫn ha. Rồi này ăn. Ngon lắm. À, các bạn nghe thấy tiếng ve không? Hè đang tới rồi đó. Rồi các bạn thấy cái nước à? Nước rồi mẹ bỏ ớt rồi làm nước đường nữa. Ủa, đã. Nó có cái vị chua, vị ngọt đó. Với cái vị ngọt của đường đó đúng không? Với còn trái này nó cũng hơi ngọt ngọt. Ngọt ngọt chua chua. Có cay nè, có tôm. Ai mà muối tôm á? Cây ớt khô của mình nó cay hơn nha mọi người. Bây giờ mình làm, nếu ai ăn cay ít thì là nên làm ớt Hàn Quốc. Cái ớt đợt trước mình làm xoài á thì mình làm ớt Hàn Quốc nó không cay lắm. Con lại thích ớt này hơn nè. Nó thơm nha các bạn. Nó thơm, ớt của mình nó thơm hơn. Cái trái này khi mà làm cái này xong nó đủ vị nhá. Mặn, chua, cay.
có cả vị chát của cái mận nữa đó. Mận nữa, đúng rồi. Ngon lắm. Này đang ở nhà ha, đang mùa cách ly này, ở nhà ăn vặt. Ngon lắm. Quá. Ngon lắm các bạn. Nhưng mà các bạn nhớ nha. Hay à, hồi nãy mình nói cái này nè, đó. Cái cạnh ở giữa này có cái hột nha. Cắn khí thế là gãy răng luôn á. Hột mệt đứng đó. Cẩn thận với ai, cái hột ở giữa. Đồ có chua lắm, nhưng mà tại vì mẹ ăn chua không được thôi. Ăn chua không được. Ngon lắm. Ăn bạc, ăn món này khí thế. Tuyệt vời ha. Mật này giờ nhiêu ký mà? 80.000 ký. Mật này rất là dễ làm, mọi người mua đâu cũng được. 80.000 ký. Tiệm trái cây mua là có hết. 80.000 ký là mắc hay rẻ? Cũng được chứ, bình thường thấy năm ngoái cũng mình đi du lịch chơi mình cũng mua như vậy đó. Chúc các bạn vào bếp và thực hiện món mật lắc này thành công nha. Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký để ủng hộ hai mẹ con mình, để hai mẹ con mình có động lực để làm tiếp những cái món ăn tiếp theo nha. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye, xin chào mọi người nha.